Hello, chào tất cả các bạn đã tới kênh Nhịp Đầu Episode. Yeah. Bữa nay mình sẽ cho ông Nhật. Bây giờ mấy hôm dài ông Nhật cầm máy quay không à. Mình nói không được, lâu lâu mình lẻo lử. Mình nhờ em mình nó cầm máy quay cho mình. Mình sẽ cho ông Nhật. Này các bạn thấy hai tay tôi cầm gì không? Đây là chai, hai chai siêng tóc nha các bạn. Đây là màu xanh, đây là màu vàng. Hai chai này là mình mua tiệm tóc nha. Một chai 25 ngàn, hai chai là 50 ngàn. Thì bữa nay mình chưa lớn, mình bỏ 50 ngàn ra mình cho ông Nhật luôn nha. Theo mình biết các bạn, ông thương xe ông lắm, thương hơn thương ngỗng nữa. Bữa nay mình cho ông coi sao. Ok các bạn ơi, mình đang quay mà mưa ầm ầm tới nè, mà ông đang ngủ trên sàn á. Thấy ông ngủ ngon không? Xe ông còn nằm đó kìa. Cho ông mà mưa chỗ này chết luôn rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình chờ tạnh mưa, mình dẫn xe ông ra các bạn. Sơn hết chiếc xe luôn, cho ổng coi sao. Chắc chỗ này ổng mưa chắc ồn lắm mấy bạn ơi. Mấy bạn xem đỡ cho mình nha. Bây giờ mình sẽ dẫn xe ông ra nha các bạn. Tạnh mưa rồi. Bạn ơi, mình dẫn xe rồi nè các bạn. Bây giờ nè, mình dứt luôn nha các bạn. Đấy, hồi ông thức là chết đó. Xe ông mới rửa nè, mà mình dẫn ra mình thấy mình chết hết phần đó các bạn. Bây giờ mình xịt lên cái nữa là mình biết chắc chắn là mình chết nha các bạn. Cái clip này mà đăng lên YouTube được là mình sống rồi đó các bạn. Mấy bạn mà không thấy cái clip này mà được đăng lên là mình đi đó. Các bạn, tôi hy sinh về nghệ thuật luôn. Thấy giò cắn luôn các bạn. Ok, bây giờ mình dứt luôn, không nói nhiều nữa các bạn ơi. Bây giờ các bạn ơi, mình nhờ nhỏ em mình quay, ổng đang ngủ trống á, mình bỏ dép ra mấy bạn. Bây giờ mình có hai chai, một chai màu xanh, một chai màu vàng. Bây giờ mình sơn bộ áo màu vàng, còn bánh xe thì màu xanh. Hồi đó giờ mình chưa sơn mấy này các bạn, bởi vì mình không có nghệ thuật. Cái này là chết tôi đó các bạn. Tôi đam mê nghệ thuật. Còn cái clip này mà không được đăng lên mấy bạn hiểu rồi đó. Ra không mấy bạn? Chắc ra không? Nè, chạy. Bây giờ xịt sao nữa thôi mấy bạn ơi. Bớ xịt họ kiểm ra là chết luôn. Một chút là tôi xịt bên kia cho mấy bạn coi nữa. Tại đó giờ ông làm mấy này không có kinh nghiệm mấy bạn. Qua đây xịt cho mấy bạn coi. Nè các bạn ơi mấy bạn, giờ sơn mới biết sơn mở trái tùm lum la, nhìn thấy ghê quá. Kiểu này mà kiểu ra là chết tôi luôn mấy bạn. Giờ tôi sơn nhiều hơn các bạn. Chết sơn nhiều quá chết luôn. Giờ tôi sơn hai bánh thôi là tôi đi trốn luôn nha các bạn. Bạn ơi, ổng mà thấy cánh tượng này là tôi chết luôn các bạn. Cái này tôi sơn nhiều quá các bạn, tôi gắn sơn cho mấy bạn xem clip này. Tôi sơn hết bánh này, tôi gắn bánh sau, tôi sơn tiếp. Tôi sơn mấy bạn nhớ đăng ký giùm tôi nha. Chứ cái clip này mà không được đăng là hiểu rồi đó các bạn ơi. Các bạn ơi, chiếc xe ổng cưng còn hơn gì nữa mà tôi xịt cái này mà. Nếu mà ổng thích, ổng biết được tôi làm chứ xong luôn mấy bạn ơi. Chỗ này chết luôn. Lỡ mình làm mấy bạn ơi, cuối cùng mình sơn xe ông xong rồi mình sơn hết hai chai sơn luôn nè. Mấy bạn nhớ coi thành quả của mình nha. Xịt thêm miếng nữa đi. Lỡ tơ mình chơi tới đi nữa mình trốn phải chắc. Thank you.
xe mình trên xong rồi ổng mình ngủ khò khò, mình đi kiếm chỗ nào mình giấu máy quay rồi mình kêu ổng thức dậy rồi mình vô mình nói ổng. Tự nhiên xe ổng dựng ngoài mưa kìa, trời mưa xuống nhìn màu mè tầm lum hết, nhìn thấy ghê quá. Ok giờ mình đi giấu máy quay nha, nhớ xem hết clip của mình nha, mình cảm ơn. Nhật ơi, xe ai chơi ngoài mưa gì kìa, hết xem lại dạng dạng kìa. Trời ơi, ngủ rồi. Xe tôi đợi hôm nay nãy giờ mà cái gì? Hồi nãy tôi quên, tôi dẫn ra. Tự nhiên mưa xuống, tôi dẫn vô nổi, mưa xuống kìa. Dạng dạng xanh xanh kìa. Xe tôi đợi hôm nay mà dẫn ra ngoài đó làm gì? Đi mà hãy coi cái đi nổi, đi ghê lắm. Tôi không biết đâu. Tự nhiên tôi ra tôi coi tôi cứ ngủ lắm. Tôi ra tôi coi gì đó. Mày làm gì lên? Ai biết? Sơn xe cái gì vậy? Xe. Dạ. Màu à. Tự nhiên tôi ra tôi thấy gì nhìn thấy ghê lắm. Mày sơn phải không? Ủa đâu? Tự nhiên tôi sơn không nhưng mà tôi không biết gì đâu. Vậy chứ lụng má chứ nè, giờ chữ luôn nghe. Thụng gì vậy? Không biết cái gì đâu, có đâu. Chứ sao mà mua mà vậy? Ai đâu biết. Tự nhiên tôi... Tùm lum hết trơn nè. Muốn tôi ra gặp gì nè. Cái này sơn chứ mua cái gì? Ai biết được. Đó ai sơn sao? Tôi muốn sơn đâu. Chứ mà mắc gì xe tao để chẳng nhẵn ra đây gì? Nhẵn ra chơi. Cái bệnh đó ai ai lấy mà sơn. Ai biết nói sơn tùm lum chứ. Ai sơn ai... Tao biết đó này làm xong hết cho tao á. Cái này có sao đâu. Nhìn cũng... Mai mượn mày làm vậy. Nhìn cũng đẹp mà. Đẹp chứ mắt mày giờ chứ đẹp. Xe tao mua mấy chục triệu là mày giỡn gì trời khùng gì vậy. Xe này đi cô gái được mà. Tùm lum hết trơn rồi nè. Tao biết đó mày làm sao cho hết cho tao á. Làm hết. Nhìn tao đẹp gì mà chơi. Không, nữa không, mới quay nữa không. Má mày ngon kép à. Mày hay lắm. Tao biết đó mày làm sao hết tao rồi. Nội ơi ông nội, cái này tôi lấy sơn tóc mà ông nội. Kỳ tao biết đó mày làm sao hết tao rồi. Thì ra tao khùng cái gì, xe tao mới rửa nó đem ra thịt. Khùng gì trời. Tôi rửa là ra rồi ông nội, ông nội, ông nội, ông nội, ông gì cơ, ông nội. Tao biết đó mày làm sao hết cho tao đó, khùng cái gì. Xe của tao rửa chứ bị chèo ra đây chơi mà đem ra thịt mưa bây giờ. Chát đắt tùm lum hết trơn kìa, coi được không. Nhìn gì cũng đẹp mà. Đẹp rồi vô mặt mày giờ đẹp khùng gì vậy. Xe của người ta để xịt tùm lum cho người tao giái hồi rửa không ra mà mày có ké mày ở đâu. Tao đẹp vậy mà không chơi quá. Đang ngủ à. Tao để trong nhà rồi đó, ráng quậy nữa. Cái này tao lấy lau chùi hết rồi ông nội, ông nội. Mày không biết mày làm sao mà xe giống hình nãy cho tao rồi mà. Mày lấy lau mày làm cái gì đó, mày làm mày rửa mày làm cái gì đó, không biết mày làm sao hết. Giờ các bạn ơi, ổng quá nóng rồi. Với lại mình sơn gì nhìn cũng đẹp mà ổng chơi. Giờ các bạn ơi, cái này mình nghe nói người ta, ta nói người ta rửa ga mà mình rửa không biết ga không, mình rửa không ga chắc mình chết luôn quá. Nè các bạn, ta đẹp gì mà chơi xấu, kêu mình đi rửa nữa chứ. Ông nóng quá bạn ơi, giờ mặt ông cười. Tôi mắc cười mà tôi nhịn không được luôn các bạn. Ôi mày ké mày giờ. Chân đẹp gì mà ông chữ hoài. Bạn, bây giờ mấy bạn thấy cái clip này hay thì cho mình một like, một share và đăng ký kênh cho anh em mình nha. Bye.